Chào các bạn nha. Nhà mình vẫn có mấy chục đàn con gà để dự phòng các bạn ạ. Dự phòng để dân cách ly. Thời gian cách ly không mua cái gì cứ mấy ngày làm một con gà. Tôi đùa với các bạn như vậy thôi. Cái vấn đề bệnh dịch nó ảnh hưởng chung cho tất cả nhân loại. Thì nhà mình cũng là ảnh hưởng một cách không không nhiều lắm như các bạn ở thành phố. Một số nghề làm dịch vụ ấy ảnh hưởng nặng nhất. Thế mình quay trở về với vấn đề làm cây vải. Thì bây giờ vải của chúng ta thì có rất nhiều giống. Các dòng U thì chúng ta làm sòng lọc cả trong Tây Nguyên. Cây vải nó là cây ăn quả, lọc lá nó không theo một thời vụ gì cả. Chỉ cần ẩm ấm thì nó ra lọc. Cho nên một năm có thể 2 lượt, 3 lượt, thậm chí 4 lượt, tùy kỹ thuật làm của từng người. Cho nên mỗi người có một kỹ thuật riêng, một sự hiểu biết riêng. Thì gần đây các bạn vẫn chia sẻ nhiều vấn đề chúng ta làm lọc, bấm tỉa như nào cho hợp lý. Thì bây giờ mình lấy luôn cây vải tháng 3 này mình chia sẻ. Thứ nhất là mình chia sẻ như trọng điểm nhà mình là nhà mình nhiều vải thiều. Cũng như nhiều anh em gọi là vải muộn hoặc là vải ngọt, có người gọi là vải đường, tùy gọi như nào gọi, nhưng mà tới tận bây giờ hiện tại mình nghĩ là vải này là vải nhiều nhất. Còn là vải muộn chưa hẳn đâu, nhưng mình còn có vải tàu. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nói về vấn đề làm lọc nhá. Đây các bạn nhìn kỹ cây vải che nhà nhà mình đây. Cây này năm ngoái ra đúng được một lượt lọc. Đến khoảng tháng 10 dương lịch mình cho cố thêm một lượt lọc thứ hai và lọc ra cực muộn. Trong thời gian ấy là vải các bạn ở Lục Ngạn, Lục Nam lọc được màu mận chín, các bạn có lo muộn. Nhưng vải tháng 3 mình là giống vải rất sớm bán tháng 3, nhưng mình vẫn cho ra lọc và mình vẫn thành công, là vải mình vẫn ra hoa đậu quả. Vậy mình nói ở đây là cây vải này là cây vải tháng 3. Nó là một dòng vải ra sớm, sớm bán trong tháng 3. Năm nay mình bán tháng 3. 30 tháng 3 mình bán được 30.000. À xin lỗi, 30 vải tháng 3 năm nay mình bán trung bình trên 30.000 chứ. 30 tháng 3 mình bán được 50.000 1 kg, 1 cân. Nhưng vải này nó ít, nó hiếm bởi mọi người không làm được. Thì bây giờ có những dòng vải phổ biến. Thứ nhất là U Hồng, thì nhiều địa phương trong Việt Nam trồng được, từ Tây Nguyên trở lên, miền Trung trở lên. Thấy mỗi là đồng bằng sông Cửu Long, mấy Đông Nam Bộ thì không có thôi. Đấy, dòng vải nhiều. Thứ hai, một loại vải ở Lục Ngạn mình gọi là Thanh Hà, thì các địa phương khác gọi là Tàu Lai. Đấy. Và tiếp theo là vải thiều, là vải nhiều. Có nguồn gốc từ cụ cơm, cụ lấy ở Hải Dương, Thanh Hà ấy. Rồi nhân giống ra. Rồi nguồn gốc từ Trung Quốc, tóm lại giống rất là nhiều. Gọi là người nhiều người gọi là vải ngọt này, nhiều người gọi đường này, vải muộn, nhưng chúng mình gọi là vải thiều bởi vì có nguồn gốc từ Thiều Châu. Thì mỗi loại vải nó có đặc điểm thực vật khác nhau, cho nên chúng ta phải hiểu được cái bản chất của nó để chúng ta làm. Cho nhiều khi mình chia sẻ vải ngọt, là vải đường, vải thiều thì các bạn lại không thể áp dụng sang các vải khác được bởi vì nó đặc điểm thực vật. Mình ví dụ đây là cây vải sớm nha mình, vải tháng 3. Mình quay từ xa các bạn nhìn nhé. Cây vải này mình bẻ quả mình không bấm tỉa gì nhá, mình để nguyên. Để nguyên. Đấy, để nguyên, mình bấm tỉa để nguyên. Thứ nhất, cây vải sớm này mình bấm hái xong mình không bấm tỉa gì đâu. Bởi cây nó lớn rồi, nó cằn cỗi, nó không ra được lọc nhỡ nữa. Và mình dùng để che nhà cho nên mình không bấm tỉa. Vừa rồi. Ở đây mình còn để lại mấy cái Thứ nhất là mấy cái lọc trong thân này này. Thì cái lọc này nó bị sâu cắn mất, cụt mất, nó có đúng một quả, cho nên bẻ mình vẫn để lại lại cái lọc trong thân này. Thì bây giờ mình vặt đi. Còn một loạt lọc trong thân đây, nó ra được mấy chùm cực kỳ tuyệt vời, một chùm toàn trên dưới 1 cân. Đấy. Làm lọc trong thân nhá. Vậy tại sao bây giờ mình vặt lọc trong thân đi, cũng như bên này nhá, mình ra vặt luôn.
Lồng thực thân các bạn nhìn này. Đây nhá. Một cây, hai cây, ba cây, bốn mầm. Đấy. Ở đây lại có buộc cái dây đây. Dây sắt, dây nhôm. Rất đẹp. Mình nghĩ đây là vợ mình chống cây lên. Rồi. Lồng trong thân này nữa. Đây, mình vẫn tạm dây lại đã. Đây là vải thiều, nó gốc vải thiều mà. Trước mình ghép trên gốc vải thiều. Các bạn nhìn lồng trong thân nó tốt không? Rất là tốt. Không có sâu ăn lá, cắn nhai nhưng mà có vậy sâu con này các bạn nhìn này. Không biết qua điện thoại bạn nhìn thấy không? Trắng tinh, bay. Hải lộc trong thân các bạn thấy nào? Rất là dài. Rất là dài các bạn nhé. Rất là tốt. Đấy, rất là tốt. Thấy chưa? Rất là tốt. Bây giờ mình quay ra ngoài. Các bạn nhìn lộc ở ngoài đầu cành như nào? Lộc đầu cành nó ngắn hơn. Nó khô. Nó cằn hơn. Đấy. Thậm chí có ngọn. Lá bị sâu, bị bệnh. Còn muốn chết. Tại sao mình quay như vậy? Vải rất nhiều con sâu các bạn ạ. Này, các bạn nhìn này. Trắng hết cả lá vải. Không có đi mua thuốc sâu được. Đây, mình ví dụ tiếp. Lộc ở trong thân đây. Đây vẫn là lộc vải thiều các bạn nhé. Vậy có sâu này. Không biết các bạn có nhìn thấy qua điện thoại không? Nhưng ngoài sâu trắng tinh, sâu hút, chích hút đấy. Bỏ phấn là cái gì vậy? Đây. Các bạn nhìn thấy lộc rất là tốt. Nhưng mình sẽ quay ra đầu cành, ngay cành này nhé. Đây. Rồi mình sang tiếp cây bên này. Đây, các bạn nhìn lộc trong thân thế nào? Rất là tốt, cành bên này. Đây, cụ thể cành đây nhá, đống lộc trong thân. Hay mình đứng lên cái thang này, mình quay ra các bạn nhìn. Đây, các bạn nhìn cái lộc trong thân của cái cây này. Hơi chói, các bạn thông cảm nhé. Các bạn nhìn thế nào? Lộc trong thân nó cực kỳ tốt luôn. Đây. Đấy. Cái lộc bên trong thân nó rất là tốt. Đây bên này cũng thế. Đây. Lộc trong thân rất tốt. Đấy, cánh bên này. Đây một số cành lộc trong thân đây. Mình ví dụ cành này nhá. Lộc trong thân ở cành này đây, các bạn nhìn này. Đây, nó rất là tốt. Nhưng mình đưa ra ngoài để các bạn xem lộc bên ngoài đầu cành. Lộc đầu cành nó chỉ hơi nhí nhí được một chút. Đấy. Lộc đầu cành, thậm chí trên kia nó còn khô. Lại có ai gọi mình? Để mình nghe điện thoại thì đã. Alo. Vâng. Mình chẳng biết mình nói anh đâu, nhưng tóm lại là anh em chia sẻ vấn đề làm lộc vải thôi. Thì tóm lại mình chốt lại như sau nhé. Mỗi loại vải nó có một đặc điểm thực vật khác nhau. Những dòng vải sớm ấy thì nhất là như u với u hồng. Cái loại vải u trứng trắng mình đây, tháng 3 đây với u hồng thì nó là loại vải sớm. Cành nó rất to, lộc lá to. Cho nên những cây này nó mọc rất khỏe và cây khi nó cổ thụ thì nó mới hay có quả hơn, to lớn nó có quả hơn. Cho nên khi cây còn nhỏ, chúng ta khi chưa khép tán thì chúng ta hạn chế bấm. Chúng ta chỉ bấm tỉa sau khi thu hoạch, chúng ta bấm làm sao cho nó phẳng phiu, bấm những cành vượt để cho nó đẹp tán mà thôi. Cái nữa, tại sao mình quay những cái cành lộc trong thân rất nhiều, rồi mình quay ra ngoài. Thì những dòng u này, nếu chúng ta để lộc trong thân, thường thường nó sẽ hỏng mất lộc bên ngoài cành. Bởi vì nếu chúng ta để lộc trong thân thì lộc trong thân nó mọc rất khỏe. Còn loại đầu cành thì chúng ta nó sẽ yếu và nó không mọc được. Cho nên chúng ta làm vải, các dòng vải sớm từ Thanh Hà, Tàu Lai đến các loại u thì chúng ta không nên làm quả trong thân. Chúng ta chỉ nên làm quả đầu cành mà thôi. Nếu chúng ta làm quả trong thân như này, để quả trong thân này một thời gian cây sẽ bị suy kiệt, ngọn ngoài sẽ không phát triển được, thậm chí bị bỏ cành.
Đấy, bỏ canh. Còn bên kia mình vẫn để lọc trong thân, bởi vì bên kia mình làm che nhà. Một cái bạt lọc trong thân kia nó làm cho mình nhà mình mát thêm bao nhiêu, cho nên mình vẫn để. Còn bên này mình sẽ vặt đi, nhưng chẳng qua mình chưa dỗi cho nên mình không vặt được mà thôi. Còn muốn làm lọc trong thân đối vải thiều hay là kể cả vải nai nhãn nữa, nếu các bạn muốn làm thì chúng ta nên làm lọc như thế nào? Để nên làm lọc như thế nào? Mình ví dụ như cây vải này mình làm 3 lần lọc đi nhá, làm 3 lượt. Làm 3 lần lọc thì bây giờ các bạn quan sát cái lọc trong thân này nó chỉ cần một lượt thôi, nó ra được 2-30 phân rồi, 4-50 phân rồi. Nhưng ở ngoài khi nó ra lọc trong này thì lọc quay đầu cành không ra nổi. Lọc đầu cành không ra nổi, cho nên chúng ta chỉ cho lọc trong thân ra một lượt lọc thôi để lọc đầu cành nó mọc. Vì nếu chúng ta để lọc trong thân thì lọc đầu cành nó không mọc được, dẫn đến hiện tượng nó suy kiệt và nó ngắn, không có chỗ bẻ quả và quả nó không đạt hiệu quả. Cho nên chúng ta phải vặt lọc trong thân đi. Còn ví dụ như mình làm vải thiều, mình làm lọc trong thân và cây vải mình làm quả trong thân chẳng hạn, thì thông thường sau khi thu hoạch quả xong mình chỉ bấm nhẹ toàn bộ lọc trong, bấm nhẹ lấy quả thôi. Còn ngoài ngọn mình bấm thẳng phiu như mình vừa nói, làm sao cho thành một cái bấm quả như nào đó để tạo bộ tán nó đẹp thôi. Và sau khi cả đầu cành, cả trong thân, tôi hái quả nhá, mình lấy lọc trong thân này này, mình không vặt đâu. Mình không vặt là trong lọc trong thân. Ngoài cành thì mình chỉ bấm nhẹ. Và khi thu hoạch xong thì bấm nhẹ ngoài và lọc trong thân mình để nguyên đấy, mình chỉ bấm cái quả để nó che nắng. Bởi vì nếu mình làm quả trong thân, ở trên thân thì cái lượng lọc nó ít. Cho nên khi chúng ta thu hoạch quả xong mà chúng ta bập sạch sạch luôn cả lọc trong thân đi thì cây nó bị trơ nắng ra, nó dẫn đến hiện tượng nó khô thân. Cho nên lọc trong thân mình chỉ bấm lấy quả, ngoài cành mình chỉ bấm lấy quả và để một lượng lọc nhiều để nó che thân. Và khi nó ra được một lần lọc như bây giờ thì bắt đầu mình vặt toàn bộ lọc trong thân đi. Cẩn thận các bạn đừng kéo. Nhưng nhiều quá các bạn tuốt lại được, bởi vì lọc trong thân này nó đã có đầu lọc rồi, ra rất khỏe. Đấy, tuốt lọc. Đấy, xong rồi. Mình cũng chéo lên nữa. Và khi cây nó vải nó ra được một đợt lọc. Đây mình cụ thể nhất cây này nhá. Đây là đầu cành, à lọc trong thân đây. Nó mọc đây một lượt như là đầu cành các bạn nhìn này. Đây nhá, mình ví dụ cây này luôn. Lọc trong thân nó mọc rất khỏe đây nhá, như ra đầu cành này. Ra đầu cành nó yếu dần, thậm chí không ra được lọc. Nhưng mình ví dụ đây là một cây mình làm vải lọc trong thân. Nếu như thu ra hoạch trong quả xong mình vặt luôn thì tự dưng nó hở, nó nắng, nó sẽ bị khô cây. Cho nên mình phải đợi nó ra xong một lần lọc như bây giờ, bắt đầu mình mới vặt lọc trong thân đi. Còn nếu mình không vặt lọc trong thân thì thứ nhất lọc trong thân nó ra được 2-3 lần lọc, nó rất là dài. Bởi chúng ta biết rồi, lọc trong thân nó gần gốc, nó chất dinh dưỡng đến trước, cho nên nó sẽ ra lấy chất dinh dưỡng nhiều và lọc nó rất là dài. Đấy. Nếu chúng ta để 3 lần lọc thì nó quá nhiều lọc rồi, nó át chất dinh dưỡng làm cho lọc đầu cành không ra được. Cho nên chúng ta ra được một lần lọc chúng ta phải vặt đi để lọc đầu cành nó ra. Đây đầu cành chưa ra tí nào đấy. Khi lọc đầu cành ra rồi thì lọc trong thân ra được lọc thứ hai. Tức là lọc thứ hai. Bây giờ lọc trong thân vặt đi nhá. Bây giờ ngoài đầu cành ra một lượt lọc này, trong thân ra một lượt lọc này, mình vặt đi. Đấy, mình vặt đi. Thì ngoài đầu cành nó ra được 2 lượt lọc thì lọc trong thân ra được 3, à một lượt. Và lọc đầu cành ra được 3 lượt thì lọc trong thân ra được 2 lượt. Vậy là chúng ta ở lọc trong thân chúng ta chỉ cần để một lượt thôi, hoặc là 2 lượt đều được. Đây như thế này chỉ để một lượt được. Đấy. Đó là cô bạn vừa chia sẻ lúc trưa, cho nên mình làm video cho nên nó không được chuẩn bị tốt lắm, cho nên nó hơi bị vòng vèo, đặc biệt cứ các bạn gọi điện thường xuyên cho nên mình không tập trung, bị cắt bất cứ nguồn suy nghĩ của mình mà các bạn gọi lâu quá cho nên mình hay quên mất. Thì tóm lại như sau, mỗi một loại vải có một đặc điểm thực vật khác nhau. Tất cả các loại u sớm nó là cây cần cao lớn, mấy có
sản lượng ổn định. Cái nữa các dòng u cành lá rất là to, nó thưa thoáng, cho nên nó ít áp vào nhau, cho nên mình không cần phải bấm tỉa sâu nhiều. Đấy, thứ nhất. Và thứ hai, các loại cành dòng vải u, vải sớm từ u đến tàu lai, thanh hà thì chúng ta nên làm lọc đầu cành hiệu quả hơn. Còn tất nhiên nó ra lọc trong thân thì chúng ta vẫn kệ nó. Còn nếu các bạn làm lọc trong thân, trên thân đối với một số dòng vải thì chúng ta làm như thế này. Khi chúng ta làm quả vải trên thân, khi thu hoạch thì chúng ta chỉ bấm lấy quả. Khi thu hoạch chúng ta chỉ cần bấm lấy quả. Khi thu hoạch chúng ta chỉ cần bấm lấy quả thôi. Ngoài đầu cành thì chúng ta bấm những cành vượt để cho bộ tán đẹp. Và khi nó ra được một lượt lọc thì chúng ta bắt đầu vặt lọc trong thân như mình đang vặt như bây giờ. Lúc đó ngoài đầu cành nó nhú thêm một lượt lọc nữa, là lọc thứ hai, thì lọc trong thân bắt đầu nó nhú lọc một lọc lọc nữa, là lọc đầu tiên. Và đầu cành nhú lọc thứ ba thì lọc trong thân nhú lọc thứ hai. Như vậy mà thôi. Bởi vì mình không có sự chuẩn bị, làm đều theo chia sẻ của các bạn, cho nên nó có nhiều vô pháp, mong các bạn thông cảm. Mình dừng video tại đây nhá. Đấy, mình chỉ chốt lại là các dòng vải sớm chúng ta nên làm quả đầu cành. Nếu chất để lọc trong thân thì nó hay bị suy kiệt cành ngoài. Vải thiều cũng thế, để lọc trong thân hay bị suy kiệt ngoài. Cho nên chúng ta làm lọc trong thân là chỉ nên để một lượt, hai lượt thôi, để lọc đầu cành nó mọc. Còn vải thiều cũng thế. Cảm ơn các bạn xem video.